Từng được mệnh danh là một trong những nơi sống tốt nhất thế giới dành cho các chuyên gia nước ngoài, một khảo sát mới đây cho thấy vị thế của Hồng Kông đã tụt hạng trong mắt những lao động tay nghề cao quốc tế. Khảo sát do hãng tư vấn nhân sự ECA thực hiện, khảo sát nhắm vào các thị trường châu Á có nhiều chuyên gia nước ngoài là những nhân sự quản lý cấp trung đến sống và làm việc. Theo khảo sát, số chuyên gia nước ngoài lựa chọn Hồng Kông như một nơi ở lý tưởng đã sụt giảm. Nguyên nhân là do mức sống cao, thù lao không đáp ứng và tính năng động của thị trường đã giảm. Một nhân sự cấp trung điển hình làm việc ở Hồng Kông nhận được 270.000 đô la lương và thưởng mỗi năm, xếp thứ 5 trong khu vực. Con số này khá cao, nhưng đổi lại, chi phí cho nơi ở và giáo dục cũng cao không kém. Đây là những yếu tố chủ chốt khiến chuyên gia nước ngoài rời đi. Đó là chưa kể đến xu hướng các tập đoàn đa quốc gia có mặt ở Hồng Kông đang muốn trả lương cho chuyên gia nước ngoài ngang bằng với chuyên gia Hồng Kông. Đối với những chuyên gia vẫn muốn chuyển đến Hồng Kông, yếu tố cơ hội cao là điều họ cân nhắc. Hồng Kông như một nơi để chuyên gia nước ngoài tiếp cận khu vực tăng trưởng nhanh. Hiện có khoảng 18.000 người Pháp đang sống ở Hồng Kông. Con số này gia tăng nhanh chóng trong những năm qua. Ngoài ra, nhiều người cũng đến đây để tìm cơ hội khởi nghiệp. Hãng nhân sự ECA cho biết, dù sao đi nữa thì so với Trung Quốc, Hồng Kông vẫn hấp dẫn hơn trong mắt chuyên gia nước ngoài bởi vì mức độ ô nhiễm thấp hơn.